Kênh tin tức online xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh. Chúng tôi những người làm chương trình xin kính chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị rất nhiều những thông tin vô cùng hấp dẫn và thú vị của thể thao Việt Nam. Đầu tiên, máy rượi bom của hóa chất Đức Giang tia sáng khiến đồng đội phát sợ vì lý do này. Tiếp theo là thông tin Hoa Khôi Kiều Trinh trở thành đối chuyển số 1 của đội tuyển Việt Nam, nhận hai vinh dự lớn sau một loạt giải đấu. Và nối tiếp là thông tin ngôi sao cao 1m88 vừa đánh giải hàng đầu thế giới gia nhập đội bóng chuyển nữ Việt Nam nhưng cái kết bất ngờ. Và cuối cùng là thông tin vô cùng quan trọng, đó là Bích Tuyền từ chối kiểm tra giới tính, quay lưng lại với đội tuyển quốc gia. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Đầu tiên là thông tin máy rượi bom của hóa chất Đức Giang tia sáng khiến đồng đội phát sợ vì lý do này. Tại vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, hóa chất Đức Giang tia sáng thể hiện tham vọng vô địch với việc chi đậm để mang về ngoại binh người Azerbaijan Polina Rahimova. Tân binh mới của Bầu Huyền góp công lớn đưa Gelasimco Thái Bình đến chức vô địch lịch sử sau 15 năm chờ đợi. Trải qua hai trận đấu đầu tiên, hóa chất Đức Giang tia sáng trình diễn phong cách tấn công đẹp mắt. Đoàn quân của luyện viên Padesuk Wanakot là đội duy nhất cho đến lúc này giữ vững thành tích bất bại tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 với 6 chiến thắng tuyệt đối. Polina Rahimova thể hiện sự hòa nhập nhanh chóng với lối chơi của đội bóng mới. Trong trận mở màn gặp Thanh Hóa, chủ công người Azerbaijan ghi 28 điểm, trong đó có 5 điểm ACE và 3 tình huống chắn bóng thành công. Những tình huống rượi bom chứa danh của cô khiến người hâm mộ trầm trồ, ngay cả người đồng đội Lý Thị Luyến cũng không phải ngoại lệ. Tuyển thủ quốc gia này thậm chí còn lo sợ trước các pha đập bóng tấn công mạnh như búa bổ của Polina. Tôi từng gặp phải tình huống bị đập bóng trúng vào đầu, nhưng khi đó do các vận động viên trong nước thực hiện. Với sức mạnh của Polina mà phát trúng đầu thì có lẽ tôi sẽ phải nhập viện mất. Các quả phát bóng không qua lưới của Polina thường khá sát tay của tôi nên tôi có chút sợ. Phụ công của tuyển Việt Nam vui vẻ nói. Qua các trận đấu, khán giả thường xuyên nhìn thấy hình ảnh Lý Thị Luyến dùng hai tay che đầu và cúi thấp người để tránh việc ngăn cản bất đắc dĩ những cú phát bóng sấm sét của người đồng đội. Hóa chất Đức Giang tia sáng hiện sở hữu tòa tháp đôi Lý Thị Luyến 1m95 và Polina Rahimova 1m98. Đây cũng là hai cầu thủ có chiều cao tốt nhất tại vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Tiếp theo là thông tin Hoa Khôi Kiều Trinh trở thành đối chuyển số 1 của đội tuyển Việt Nam, nhận hai vinh dự lớn sau một loạt giải đấu. Kiều Trinh đã nhận được vinh dự lớn trong năm nay sau khi thi đấu ở một loạt giải bóng chuyền quốc tế. Kiều Trinh đang có một năm thi đấu thành công. Thi đấu ở vị trí đối chuyền, Kiều Trinh đã cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch các giải như ACV Cup, Challenger Cup châu Á, giành huy chương bạc SEA Games 32. Gần đây, Kiều Trinh đã cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử khi vào bán kết giải vô địch châu Á 2023. Nữ vận động viên sinh năm 2001 này còn đoạt giải Hoa Khôi bóng chuyền ở VTV Cup 2023. Cô cũng được bầu chọn là đối chuyển xuất sắc nhất giải đấu này. Tại ASEAN 2023, Kiều Trinh góp phần giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử là đứng vị trí thứ tư. Tháng 9 năm nay, Kiều Trinh còn được kết nạp đảng. Sáng nay mùng 8 tháng 9 năm 2023, chi bộ câu lạc bộ bóng chuyền nữ đã tổ chức kết nạp quần chúng ưu tú Hoàng Thị Kiều Trinh vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin được chúc mừng đồng chí Hoàng Thị Kiều Trinh đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúc đồng chí luôn tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, xứng đáng là nữ vận động viên mang quân hàm cánh sóng của binh chủng thông tin liên lạc anh hùng. Fanpage câu lạc bộ bóng chuyền Bộ Tư lệnh Thông tin viết. Kiều Trinh sinh ngày 11 tháng 2 năm 2001 ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình trong một gia đình nghèo, bố mất sớm, khiến tuổi thơ của cô có nhiều thiếu thốn và thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Hè 2016, cô bắt đầu tập luyện ở đội trẻ Bộ Tư lệnh Thông tin và nhanh chóng thể hiện tố chất của một ngôi sao bóng chuyền tài năng. Kiều Trinh nhanh nhẹn, có sức bật tốt, lực cổ tay khỏe, đập bóng mạnh, điều hướng bóng tốt, xử lý bóng thông minh, bám chắn nhanh và các kỹ năng thi đấu khá đều. Chỉ sau một thời gian ngắn gia nhập đội trẻ Bộ Tư lệnh Thông tin, Kiều Trinh đã được trao cơ hội đánh ở đội 1. Năm 2019, cô được gọi lên tuyển Việt Nam dự SEA Games 30 khi mới 18 tuổi. Hiện tại Kiều Trinh là đối chuyển số 1 của đội tuyển Việt Nam. Cuối năm nay, Kiều Trinh cùng với câu lạc bộ Sports Center One sẽ thi đấu tại giải FIVB Volleyball Women's Club World Championship 2023. Và thông tin tiếp theo là ngôi sao cao 1m88 vừa đánh giải hàng đầu thế giới gia nhập đội bóng chuyển nữ Việt Nam nhưng cái kết bất ngờ. Chuyện khó tin nhưng có thật, chắc chắn cái tên Kinh Bắc Bắc Ninh đang và sẽ còn được nhắc nhớ đến rất lâu nữa trong làng bóng chuyển Việt Nam sau khi xảy ra vụ thanh lý hợp đồng chưa từng thấy trong lịch sử.
Kinh Bắc Bắc Ninh là đội bóng chuyền nữ cuối cùng của Việt Nam công bố ngoại binh ở vòng 2 giải vô địch quốc gia 2023. Mãi tới ngày 25 tháng 10, họ mới công bố hợp đồng với chủ công cao 1m88 của tuyển Canada, Caroline Livingston. Lý do Kinh Bắc Bắc Ninh chiêu mộ ngoại binh muộn chỉ chưa đầy 10 ngày trước khi khởi tranh vòng 2 giải vô địch bóng chuyền Việt Nam 2023 là bởi họ còn đánh giá, sàng lọc kỹ càng năng lực chuyên môn của các ứng viên cũng như thương lượng về phí tuyển mộ. Thế nên khi đội bóng chuyền nữ của Bắc Ninh thông báo chiêu mộ Caroline Livingston, nhiều người tin đây chắc chắn phải là một ngôi sao thực thụ. Caroline Livingston đúng là có bản lý lịch không tồi. Cô là chủ công của tuyển Canada, vừa tham dự giải đấu hàng đầu thế giới VNL 2023. Cô từng đánh thuê ở Pháp và Hy Lạp. Cô mới 27 tuổi, đang độ sung sức và cao 1m88, rất lý tưởng. Nhưng ở trận ra quân tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2023 gặp xi măng Long Sơn Thanh Hóa, Kinh Bắc Bắc Ninh nhận thất bại 2-3, còn Caroline Livingston bị huấn luyện viên Phạm Văn Long thay ra sau 3 lần chạm bóng ở set đấu đầu tiên. Cô sau đó không được sử dụng nữa ở trận này và không xuất hiện ở trận tiếp theo gặp VTV Bình Điền Long An. Kinh Bắc Bắc Ninh thua 0-3. Huấn luyện viên Phạm Văn Long sau đó thông báo Kinh Bắc Bắc Ninh đã chấm dứt hợp đồng với Caroline Livingston vì không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện. Ai biết tin Kinh Bắc Bắc Ninh chấm dứt hợp đồng với Caroline Livingston sau khoảng 2 tuần đặt chân đến Việt Nam và sau đúng 3 lần chạm bóng trong set đầu tiên ở trận đấu với Thanh Hóa, cũng ngã ngửa vì quá sốc. Sốc vì Kinh Bắc Bắc Ninh loại bỏ ngoại binh nhanh một cách khó tin sau khi họ đã sàng lọc lựa chọn kỹ càng mới chốt hợp đồng. Sốc vì huấn luyện viên Phạm Văn Long chia sẻ lý do thanh lý hợp đồng với Caroline Livingston là do không đủ năng lực chuyên môn. Chủ công của tuyển Canada cao tới 1m88, vừa thi đấu ở VNL 2023, đã từng đánh thuê ở Pháp và Hy Lạp, lại không đủ trình độ đánh ở một đội bóng như Kinh Bắc Bắc Ninh. Caroline Livingston không đáp ứng chuyên môn của ban huấn luyện Kinh Bắc Bắc Ninh hay các vận động viên của Kinh Bắc Bắc Ninh không đủ trình độ để giúp Caroline Livingston thể hiện tài năng của cô. Hay Caroline Livingston phải một mình gánh team, làm được mọi thứ ở Kinh Bắc Bắc Ninh từ đỡ bước 1, phòng ngự hàng sau, chuyển 2, chắn bóng, tấn công ghi điểm thì mới được coi là đạt yêu cầu chuyên môn. Hay không cần biết các đồng đội chơi thế nào, Caroline Livingston vẫn phải ghi cả núi điểm để giúp Kinh Bắc Bắc Ninh chiến thắng mới được coi là đạt yêu cầu chuyên môn. Và kính thưa quý vị và các bạn, thông tin đang nhận được nhiều sự quan tâm khi Bích Tuyền từ chối kiểm tra giới tính, quay lưng với đội tuyển quốc gia. Rốt cuộc đội bóng chuyền nữ Ninh Bình vẫn sử dụng chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền, người đang nằm trong vòng hoài nghi với giới tính thật từ dư luận cũng như của nhiều đội bóng khác cùng dự tranh vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 vào sân thi đấu trong trận gặp đội binh chủng thông tin vào ngày 5 tháng 11. Trước đó, một đội bóng cùng nằm chung bảng với Ninh Bình đang thi đấu tại Đà Nẵng đã khiếu nại lên Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phải có biện pháp kiểm tra giới tính của vận động viên Bích Tuyền vì đây được cho là trường hợp nghi gian lận kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, ngay cả khi Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam VFV yêu cầu đội bóng Ninh Bình phải chứng minh vận động viên này không gian lận, thì câu trả lời nhận được vẫn khá chung chung, không đưa ra được kết quả xét nghiệm giới tính từ đơn vị y tế có thẩm quyền. Theo lý giải từ giới chức VFV, do sự việc này chưa có tiền lệ, cộng thêm với tổ chức quản lý và điều hành các hoạt động của bóng chuyền Việt Nam không thể căn cứ vào điều luật cụ thể nào để bắt buộc đội bóng chuyền nữ Ninh Bình tước quyền thi đấu của vận động viên Bích Tuyền, cho nên vận động viên này vẫn tạm thời được thi đấu. VFV đã cấp thẻ vận động viên cho Bích Tuyền tham dự giải quốc gia từ vòng 1 diễn ra hồi đầu năm nên xem đây là điều hợp lệ. Thế nhưng ở góc độ của giới làm nghề, nghi vấn gian lận giới tính của Bích Tuyền cần một lần nữa được chính vận động viên, câu lạc bộ chủ quản Ninh Bình và đặc biệt là VFV giải quyết một cách minh bạch rõ ràng trước dư luận dựa trên các luận cứ về y khoa, kết quả xét nghiệm nồng độ hormone nam nữ trong cơ thể của vận động viên. Thay vì như hiện nay, vụ việc không được VFV làm đến nơi đến chốn, tạo điều kiện cho câu lạc bộ chủ quản hời hợt khi đưa ra những bằng chứng về vận động viên của họ. Nhiều mùa giải trở lại đây, vận động viên gốc Vĩnh Long này đã đối diện với nghi vấn gian lận giới tính, khiến huấn luyện viên các đội bóng dự giải vô địch quốc gia bức xúc và đề nghị VFV có biện pháp kiểm tra chính thức. Thế nhưng mọi chuyện sau cùng vẫn trôi vào quên lãng. Trước thềm giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á năm 2023 do Vĩnh Phúc đăng cai, chủ công Bích Tuyền cũng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia tham dự. Tuy nhiên, khi giám sát giải đấu người Nhật Bản yêu cầu đội tuyển Việt Nam phải tiến hành kiểm tra giới tính của vận động viên Bích Tuyền vì một số đội bóng yêu cầu kiểm tra, thì vận động viên này bất ngờ lấy lý do chấn thương và rút khỏi đội tuyển quốc gia. Điều tương tự như vậy cũng được Bích Tuyền thực hiện nhiều lần khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia đi tham dự SEA Games ở nước ngoài, gần nhất là tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia hồi tháng 5 vừa rồi. Nhưng cũng chỉ ngay sau đó ít ngày, Bích Tuyền lại thi đấu với thể trạng hoàn toàn bình thường ở các giải phủi, giải mời trong nước
khiến ban huấn luyện đội tuyển bức xúc. Trong trường hợp Bích Tuyền không gian lận giới tính, với khả năng tấn công ấn tượng của vận động viên này, cộng thêm với đội hình đang đạt độ chín về chuyên môn như hiện nay của đội tuyển, giới làm nghề cho rằng khả năng tranh chấp các thứ hạng trong top 3 châu Á và vượt qua Thái Lan để giành huy chương vàng là hoàn toàn có thể. Cho nên khi Bích Tuyền nhiều lần từ chối kiểm tra giới tính, nhiều lần quay lưng lại với đội tuyển quốc gia, càng khiến giới làm nghề, người hâm mộ và chính các đồng nghiệp ngờ vực về tính trung thực cũng như cách tôn trọng luật chơi của vận động viên và câu lạc bộ chủ quản.